Xin chào, mình là Ngọc Vy và các bạn đang theo dõi S Channel. Hồi còn bé thì chắc là ai trong chúng ta cũng từng xem những cái bộ phim Nhật như là năm anh em siêu nhân này. Nói chung là rất là nhiều siêu nhân luôn chứ không phải năm anh em nữa. Quá nhiều loại siêu nhân. Rồi có cả Thủy Thủ Mặt Trăng này. Rồi chưa kể là đến những bộ phim Trung Quốc như là phim trưởng đồ các kiểu. Thì chắc chắn là chúng ta đều từng mơ ước là một ngày mình có thể làm được giống như vậy. Và thậm chí là hồi bé thì cũng lôi nhau ra chơi mấy cái trò giống như là tao có mỏ này, tao có chiêu này. Và chắc chắn là ngay từ bé đó thì chúng ta đã thường hay mua cho mình mấy cây kiếm giả này, mấy cái điện thoại đồ chơi mà éo biến hình siêu nhân đó. Ao ước được một lần có thể tung chiêu giống như vậy, bro như vậy. Nhưng mà sau này lớn lên rồi thì đều nhận ra tất cả chỉ là một trò lừa đảo, toàn là kỹ xảo thôi. Chả có ai có siêu năng lực như vậy, cho nên là ước mơ của mình cũng mãi mãi chỉ là ước mơ dù cho mình đã lớn rồi. Nhưng mà không sao, bây giờ thì chúng ta đã biết là nó có thể sử dụng kỹ thuật, cho nên là chúng ta cũng có thể tự thỏa mãn mình bằng cách là sử dụng kỹ thuật giống như vậy. Và đối với những bạn mà chúng ta không rành Photoshop hay là rành hiệu ứng rồi dựng dẹo các kiểu, thì hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một cái ứng dụng rất là đơn giản, đó là Anime Power. Ứng dụng này hơi tiếc một xí đó, hiện tại thì mình thấy là nó chỉ có trên App Store thôi. Bây giờ chúng ta vào nhé. Khi mà các bạn vào thì chúng ta sẽ chọn năng lực của mình. Nó có một cái clip demo ở đây cho các bạn luôn nè. Rồi chúng ta còn có nhiều năng lực khác nữa. 0.99 đồng. Cái điểm mà đáng tiếc nhất của cái ứng dụng này đó là nó chỉ miễn phí cho chúng ta một cái năng lượng màu xanh lè này thôi. Còn những cái năng lượng khác là chúng ta phải bỏ tiền ra mua. Để các bạn xem. Đó, nói chung là xài đồ miễn phí thôi. Nhưng mà một cái miễn phí này thì cũng đủ cho mình tạo mấy cái clip rất là vui nhộn rồi. Đây, xong rồi chúng ta chỉ ấn chọn thôi. Đằng này. Các bạn thấy là đầu tiên thì chúng ta sẽ quay một cái đoạn video từ cái người mà tung chiêu. Các bạn đưa cái bàn tay các bạn ra luôn ấy, thì nó sẽ chân thật hơn nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lôi cái con màu đen này ra đi. Nó có cái tay sẽ dễ hơn. Đó, cuộc tình dù đúng dù sai thì cái người sai vẫn luôn là người không đúng, cho nên là bây giờ hai người con gái này sẽ giải quyết với nhau đây. Bây giờ thì các bạn chỉ cần ấn vào cái nút quay này thôi, và chúng ta sẽ để cái bàn tay ngang vị trí một tí, nhưng mà không sao, lát nữa thì có thể điều chỉnh lại. Quay nè, đấy các bạn có thể dịch chuyển để cho cái tia này nó chạy ấy. Rồi xong một bên, tiếp theo thì chúng ta sẽ lựa chọn cái mục tiêu của mình. Đây, mục tiêu rồi, cái nào nhô lên thì đánh vào. Đây, bây giờ thì ở đây các bạn sẽ bắt đầu điều chỉnh cái đoạn video của mình. Này, chúng ta có thể tua này. Nó sẽ bắt đầu lấy từ đoạn này. Tạm thời là vậy, nói chung là các bạn có thể điều chỉnh lại. Rồi sau đó thì chúng ta chỉ đợi nó xử lý và các bạn sẽ có một cái đoạn video hoành tráng lên. Thật là cũng không hoành tráng lắm đâu. Điều chỉnh lại. Đó. Dặn silicone. Và các bạn chỉ cần nhấn vào share, sau đó là chúng ta bấm camera roll như vậy thì chúng ta sẽ lưu vào trong cái bộ sưu tập của mình. Hoặc là các bạn có thể chia sẻ trực tiếp lên Facebook luôn. Đó, vài bước cực kỳ đơn giản thì chúng ta đã có thể gọi là tạm thỏa mãn những cái ước mơ thời bé của mình. Hay là chúng ta có thể tạo ra những cái đoạn video vui vẻ, thú vị cùng bạn bè của mình. Còn bây giờ thì xin được cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Anh đặt nó.